Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trên kênh YouTube Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin chi tiết. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Hà Nội xuất hiện mưa đá, cây gãy đổ khắp nơi. Tối 20 tháng 4, nhiều người dân ở huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội cho biết mưa đá xuất hiện tại khu vực xã Nam Phương Tiến, Đồng Lạc, Đồng Phú. Mưa đá còn xuất hiện ở một số khu vực khác ở Hà Nội. Trận mưa đá trút xuống từ khoảng 20 giờ 30 phút và kéo dài 10 phút. Các viên đá nhỏ, đường kính chỉ khoảng 2-3cm. Đi kèm theo mưa là dông, sấm chớp kéo dài từ khoảng 19 giờ 30 phút. Mưa lớn trút xuống nhiều quận huyện của Hà Nội trong vòng 30 phút, từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ. Nơi có lượng mưa lớn nhất là quận Hà Đông với 31mm, quận Nam Từ Liêm 27mm, quận Cầu Giấy 20,7mm. Đại diện công ty Công viên Cây Xanh Hà Nội cho biết, có nhiều cây xanh trên nhiều tuyến phố của Hà Nội bị bật gốc sau dông lốc. Công ty đang điều lực lượng công nhân đi xử lý cây bị đổ, chắn ngang đường, đồng thời kiểm đếm số cây bị đổ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 21 tháng 4, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm. Ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá cấp 1. Sau đây là dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước. Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ. Riêng khu vực Tây Bắc, từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc, từ Đà Nẵng đến Phú Yên, có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 34-37 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam từ 32-35 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ, có nơi trên 36 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Thành phố Hồ Chí Minh thời tiết có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-38 độ. Trong khi thời tiết ở Bắc Bộ có những cơn mưa, thì thời tiết Nam Bộ vẫn duy trì ở trạng thái nắng nóng. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Hình ảnh đường phố thành phố Hồ Chí Minh trong khung giờ nắng nóng nhất.
trong khi miền Bắc chỉ mới bước vào những ngày đầu của đợt nắng nóng khắc nghiệt đầu tiên trong năm 2024, thì khu vực Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, đã phải hứng nắng gay gắt chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong suốt nhiều tháng qua. Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong những ngày tới, nắng nóng không có dấu hiệu hạ nhiệt tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 31 tháng 3, ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục trong đợt nắng nóng gay gắt. Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong ngày này, nắng nóng mở rộng và gia tăng cường độ trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay là từ 36 đến 37 độ C. Thời gian xuất hiện nắng nóng trong ngày là khoảng từ 12 giờ đến 16 giờ. Khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, các quận 1, 3, 4, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Bình Thạnh và phía bắc thành phố, các huyện Hóc Môn, Củ Chi và quận 12, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C. Phía nam thành phố, quận 7 và các huyện Nhà Bè, Cần Giờ, nhiệt độ cao nhất là 36 độ C. Thành phố Thủ Đức, phía tây thành phố, huyện Bình Chánh, quận Bình Tân, nhiệt độ cao nhất đến 36 độ C. Tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 13 giờ, nhiệt độ ghi nhận được là hơn 37 độ C. Do là ngày Chủ nhật nên nhiều tuyến đường khá ít phương tiện di chuyển. Hầu hết người dân đi ra đường vào thời điểm này đều sử dụng nhiều biện pháp để đối phó với nắng nóng như mặc áo khoác, đeo kính mát, mang khẩu trang, bao tay và đội nón rộng vành. Qua quan sát, nhiều người tham gia giao thông trên đường là tài xế xe ôm công nghệ, người giao hàng. Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong những ngày tới, nắng nóng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngược lại, nắng nóng diện rộng quay trở lại. Nắng nóng gay gắt, Bộ Y tế cảnh báo những vấn đề sức khỏe nguy hiểm. Theo Bộ Y tế, nắng nóng gay gắt kéo dài khiến người dân có thể gặp các vấn đề sức khỏe như say nắng, say nóng hoặc đột quỵ do nắng nóng. Cụ thể, trong công văn chiều ngày 3 tháng 4, gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước về việc dự phòng bảo vệ sức khỏe cộng đồng, người lao động trước tác động của nắng nóng, hạn hán, Cục Quản lý Môi trường Y tế Bộ Y tế cảnh báo, thời gian tới, nắng nóng có khả năng xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn. Theo Bộ Y tế, qua dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm 2024, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, từ đầu năm đến nay, nắng nóng kéo dài, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn đã xảy ra ở một số địa phương, nhất là ở đồng bằng sông Cửu Long và miền Trung, Tây Nguyên. Nắng nóng có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, người lao động. Để chủ động bảo vệ sức khỏe người dân và phòng chống dịch bệnh trong mùa nắng nóng, Bộ Y tế đã xây dựng các tài liệu hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mùa nắng nóng cho cộng đồng và người lao động. Theo Bộ Y tế, vào mùa nắng nóng có thể gặp phải một số vấn đề sức khỏe thường gặp là say nắng, say nóng hoặc đột quỵ do nóng. Nguyên nhân chủ yếu là do phải tiếp xúc quá lâu hoặc làm việc trong môi trường nắng nóng, nhiệt độ cao hoặc cũng có thể do thay đổi nhiệt độ môi trường đột ngột. Một số đối tượng có nguy cơ cao gồm người già, trẻ nhỏ và phụ nữ có thai. Những người làm việc luyện tập với cường độ cao ở ngoài trời nắng lâu hoặc trong môi trường nóng bức, người lao động nông nghiệp, công nhân làm việc ở các lò gạch, lò luyện gang thép. Những người mắc các bệnh mãn tính, tăng huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản, đái tháo đường. Biểu hiện của các vấn đề sức khỏe thường gặp trong mùa nắng nóng phụ thuộc vào thời gian tiếp xúc với nắng nóng, mức độ tăng thân nhiệt của cơ thể. Mức độ nhẹ, mệt mỏi, khát nước, hoa mắt, chóng mặt, tăng nhịp tim, tăng nhịp thở, hồi hộp đánh trống ngực, chuột rút. Mức độ nặng, đau đầu dữ dội, khó thở tăng dần, cảm giác buồn nôn hoặc nôn, yếu hoặc liệt nửa người, co giật, ngất xỉu hoặc hôn mê, trụy tim mạch, tim đập nhanh, huyết áp tụt và có thể tử vong. Nếu nạn nhân có các biểu hiện ở mức độ nặng, cần gọi ngay cấp cứu 115 hoặc nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Lưu ý trong quá trình vận chuyển, thường xuyên chườm mát cho nạn nhân. Nên uống ít nhất 1,5 đến 2 lít nước một ngày. Cục Quản lý Môi trường Y tế khuyến cáo người dân cần hạn chế đi ra ngoài trời nắng trong những ngày nắng nóng, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Những người đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột mà cần có một khoảng thời gian để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài bằng cách tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng hoặc ngồi nghỉ trong bóng mát trước khi đi ra ngoài trời. Mặc quần áo sáng màu, thoáng mát, thấm mồ hôi, cần uống ít nhất từ 1,5 đến 2 lít nước một ngày, nên uống thành nhiều lần trong ngày, không nên uống quá nhiều nước trong một lần. Hạn chế tối đa diện tích tiếp xúc của ánh nắng lên cơ thể, đặc biệt là vùng vai gáy, sử dụng các biện pháp bảo hộ cá nhân phù hợp khi làm việc ngoài trời nắng như quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón, kính, mặc quần áo rộng, thoáng mát và thấm mồ hôi, có thể sử dụng thêm các loại kem chống nắng. Không sử dụng các loại đồ uống có cồn, cần uống nước đều đặn trong suốt thời gian làm việc, đặc biệt cần uống thêm các loại nước có bổ sung thêm muối và khoáng chất như Orezon đối với những người bị mất nhiều mồ hôi trong quá trình làm việc.
Thông tin cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho kênh YouTube Báo Người Lao Động. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.